Phút thứ 72, màn đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Slovakia tại cầu trường Estadio Dragao. Một khoảnh khắc huyền thoại đã xuất hiện với cái tên Cristiano Ronaldo. Dưới cơn mưa sũng ướt và lãng mạn miền Tây Iberia, tấm áo số 7 huyền thoại hiện lên. Anh băng cắt dứt điểm ấn tượng như thể chứng minh 38 tuổi chỉ là con số. Cái tên Ronaldo liền được ghi danh lên bảng điện tử. Anh chạy đi ăn mừng trong sự bùng nổ cùng nụ cười an bình trên môi. Động tác siêu của chân sút người Bồ dưới cơn mưa thật đẹp và cảm động cho những ai yêu anh, yêu cách anh chiến đấu ở tuổi tứ tuần. Từ Tây Á đến Bồ Đào Nha, Ronaldo đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc sau chuỗi ngày giông tố. 38 tuổi nhưng Ronaldo vẫn thi đấu như thời tang bồng tuổi trẻ, khoác lên mình màu áo của quê hương Bồ Đào Nha. Người chiến binh với những vết hằn của thời gian trên gương mặt cứ thế khuấy đảo hàng công, làm cho các hậu vệ Slovakia trẻ hơn anh gần chục tuổi phải chơi với. Anh từng nói, trong tim tôi tổ quốc luôn là trên hết. Và sự bảo chứng cho quan điểm giàu tinh thần dân tộc ấy chính là những lần ra sân với hơn 100% quyết tâm và sức mạnh chuyên môn. Thứ tinh thần chinh chiến ấy ở Ronaldo không phân biệt giai đoạn phong độ, tuổi tác hay mức độ quan trọng của chiến dịch. Phần thưởng quý giá với CR7 vẫn là những bàn thắng và chiến thắng cùng Bồ Đào Nha. Đêm qua, những người hâm mộ Việt Nam thức trắng vì Ronaldo đã không phải hụt hẫng, bởi lẽ CR7 vẫn làm họ quá mê đắm. Ronaldo của họ như ngày nào vẫn quá bản lĩnh trên chấm penalty, một quả đặt lòng gọn gàng để khiến cầu trực bùng nổ. Nhưng điều tuyệt vời nhất vẫn là khoảnh khắc số 7 huyền thoại nâng tỷ số lên 3-1 cho Bồ Đào Nha. Một quả căng ngang tuyệt vời từ Bruno, Ronaldo chọn vị trí đỉnh cao, anh thoát xuống, đệm bóng nhẹ nhàng để hoàn tất cho mình cú đúp, cùng cột mốc 855 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chính thức. Với một con số khổng lồ mà chẳng biết đến bao giờ mới có người sô đổ nổi. Với CR7, thể lực có thể không còn như xưa, nhưng thứ nghệ thuật săn bàn đỉnh cao đơn giản vẫn không mai một ở đôi chân huyền thoại người Bồ. Estadio Dragao ngày hôm nay thật ấm áp, những ký ức thời thanh xuân, bất chấp cơn mưa sũng ướt lạnh lẽo. Ronaldo như làm sống lại trong tiềm thức những ai yêu anh chuỗi hình ảnh đỉnh cao và huy hoàng ngày nào của CR7. Chiến thắng trước Slovakia không chỉ mang lại tấm vé sớm đến Euro 2024 cho Bồ Đào Nha, mà còn chứa đựng màn trình diễn quá đối ấn tượng của một cây trường sinh, một huyền thoại mang trong mình nhiệt huyết ở tuổi 38. Chiến thắng ngọt ngào cùng Bồ Đào Nha hiện lên chính là mảnh ghép trong bức tranh đoạn cuối sự nghiệp đang hạnh phúc đối với Ronaldo. Không chỉ ở cấp độ quốc tế, Ronaldo tại phiên bản ở Anas cũng cho thấy những tháng ngày đầy mơ mộng và màu hồng tại xứ sở nghìn lẻ một đêm, nơi các cổ động viên cứ hô vang tên anh mỗi tuần, sẵn sàng tâm thế cho các bàn thắng và tôn thờ anh không khác nào một đấng cứu thế. Rồi Manchester United sau những tháng ngày vinh quang xen lẫn niềm đau trong lần thứ hai trở lại nhà hát, Ronaldo bị rất nhiều Red Devils gán cho cái danh tội đồ, kẻ nói xấu câu lạc bộ với đoạn phỏng vấn khi gặp Piers Morgan. Dù vậy, CR7 hiểu rằng anh chỉ nói sự thật và sẵn sàng đón nhận những búa rìu chỉ trích. Sau tất cả những lời đồn đoán của siêu sao người Bồ Đào Nha đã chính thức gia nhập giải đấu hào nhoáng kim tiền là Ả Rập và đầu quân cho câu lạc bộ Anas với bản hợp đồng 2 năm rưỡi cùng mức lương kỷ lục 200 triệu euro một năm, CR7 vẫn canh cánh trong lòng: tôi muốn tìm kiếm các danh hiệu. Như tại mọi đội bóng đã trải qua, Ronaldo vẫn mang trên mình chiếc áo số 7 huyền thoại ở đội bóng Tây Á. Đội bóng này cũng rất háo hức khi thông báo về thương vụ trên trang chủ câu lạc bộ. Lịch sử đã được tạo ra, chào mừng Ronaldo đến ngôi nhà mới. Ronaldo cũng chia sẻ ngay sau khi gia nhập câu lạc bộ mới: tôi rất vui mừng vì trải nghiệm mới ở một giải đấu khác và một quốc gia khác. Tầm nhìn của Anas rất truyền cảm hứng. Tôi rất hào hứng khi được tham gia cùng các đồng đội của mình và giúp đội đạt nhiều thành công hơn nữa. Anas trong tiếng Ả Rập có nghĩa là chiến thắng. Và câu lạc bộ này quả thật đã chiến thắng trong việc sở hữu được chữ ký của siêu sao người Bồ. Sự xuất hiện của CR7 đã giúp các trang mạng xã hội của Anas tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Ở buổi lễ ra mắt, 25.000 vé Ronaldo trình diễn cũng đã được nhanh chóng bán hết, dù giá không hề rẻ một chút nào. Người hâm mộ ở các quốc gia lân cận đã đến thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út để theo dõi CR7 thi đấu. Ronaldo trở thành thỏi nam châm thu hút lượng người hâm mộ nhiệt thành của mình. Từ những hiệu ứng đầu tiên mà siêu sao người Bồ Đào Nha mang lại đã đem đến những giá trị rất lớn cho đội bóng Tây Á. Quyết định chuyển đến đất nước Tây Á của Ronaldo dường như cũng đã kết thúc sự nghiệp của anh ở cấp độ cao nhất, như cách người ta vẫn thường nói về nhiều danh thủ đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp là dưỡng già. Người ta cho rằng Ronaldo đã hy vọng được chuyển sang một câu lạc bộ có quyền tham dự Champions League, nhưng điều đó đã không bao giờ thành hiện thực nữa. Ronaldo đã không giành được một danh hiệu nào ở mùa giải trước sau khi chuyển đến Anas. Dù ghi 14 bàn sau 19 trận trên một đấu trường mùa trước,
Ronaldo vẫn không thể giúp Anas giành bất cứ danh hiệu nào. Họ chỉ đạt ngôi Á quân Saudi Pro League, lọt vào bán kết siêu cúp Saudi Arabia và bán kết King Cup. Về mặt cá nhân, CR7 cũng cán đích vị trí 5 trong cuộc đua chiếc giày vàng Saudi Pro League. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhập cuộc mùa giải mới ấn tượng khi anh đã ghi 6 bàn trong vòng chung kết Arab Club Champions Cup và trở thành vua phá lưới. Ronaldo đang chơi thăng hoa tại Saudi League mùa này khi anh dẫn đầu giải về thông số bàn thắng lẫn kiến tạo dù vắng một trận, với tổng cộng 10 bàn và 5 kiến tạo thành bàn. Thủ quân Anas đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và danh sách vua kiến tạo ở mùa giải năm nay. Ngay trong lúc phong độ của Ronaldo đạt đỉnh tại Anas, người hâm mộ mới đây còn đón nhận thêm tin không thể nào vui hơn về siêu sao người Bồ Đào Nha. Cụ thể, theo nguồn tin từ Qura từ Ả Rập Xê Út, Anas và Ronaldo đang đàm phán gia hạn hợp đồng đến năm 2026. Điều đó đồng nghĩa với việc CR7 có thể thi đấu đến năm 41 tuổi. Trước đó, báo giới Ả Rập cũng đưa tin Ronaldo đã nói với Anas rằng sẽ giải nghệ tại câu lạc bộ khi hết hợp đồng vào năm 2025. Dẫu vậy, đội bóng thành Riyadh vẫn muốn anh ở lại càng lâu càng tốt nên đang đẩy nhanh việc gia hạn hợp đồng. Nếu đồng ý ở lại Anas thi đấu thêm một năm, việc Ronaldo tham dự World Cup 2026 hoàn toàn có thể xảy ra. Sẽ là vô cùng tuyệt vời đối với người yêu bóng đá khi được chứng kiến một trong những huyền thoại đội bóng đương đại xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thêm một lần nữa. Với những người hâm mộ của CR7, viễn cảnh anh thi đấu tới năm 2026 và có thể tham dự World Cup tiếp theo là vô cùng đáng mong chờ. Hơn ai hết, chính các fan của siêu sao 38 tuổi luôn hy vọng anh có thể sở hữu cho mình chiếc cúp vàng thế giới trước khi giải nghệ. Theo tờ Marca, Cristiano Ronaldo đang trải qua thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp kể từ khi đến Ả Rập Xê Út thi đấu. Sự thăng tiến mạnh của Anas trong mùa giải vừa qua đang cho thấy dấu ấn đáng kể của siêu sao người Bồ. Không chỉ là các con số bàn thắng và kiến tạo, mà chúng ta còn đang thấy một Ronaldo khiêm tốn nhất, vì tập thể nhất. Anh không còn những hành động cau có, phản ứng thái quá với trọng tài hay bất cần trước sự hâm mộ quá mức của giới cổ động Việt. Thay vào đó là một Cristiano Ronaldo vui vẻ và thực tế hơn. Anh đang hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống, không áp lực. Trước đây, siêu sao người Bồ rất ít khi tham dự các cuộc họp báo hay trả lời phỏng vấn nhanh sau trận đấu. Tất cả đã thay đổi. Giờ đây Ronaldo chủ động đến phát biểu ở mọi cuộc họp báo hay tại khu vực báo chí. Anh cũng rất niềm nở và sẵn sàng chia sẻ mọi suy nghĩ của mình. Những hình ảnh này đã được Ronaldo thể hiện một cách chân thành khi anh cùng câu lạc bộ Anas đến Iran thi đấu tại giải AFC Champions League gần đây. Danh thủ người Bồ Đào Nha cũng thể hiện khía cạnh nhân văn và đầy tình cảm nhất của mình khi anh chủ động gặp một cổ động viên nhí, khuyết tật và là họa sĩ tại Iran. Ronaldo đã thực sự thay đổi. Anh đang tận hưởng niềm vui mà không còn gặp nhiều áp lực như trước. Nhờ đó, anh trở nên gần gũi hơn với mọi người. Sự thoải mái cũng đang giúp Ronaldo tiến về phía trước và không còn nghĩ xa xôi hơn trong tương lai. Từ Bồ Đào Nha đến Anas, Ronaldo thực sự đang cho thấy mình là một huyền thoại hạnh phúc. Anh cứ ra sân và trình diễn thứ bóng đá của cảm xúc, pha lẫn sự bùng nổ. CR7 vẫn đang viết tiếp câu chuyện thần thánh của mình. Và rất có thể, với động lực và sự thăng hoa như hiện tại, việc Ronaldo có mặt tại World Cup 2026 cho vinh quang cuối cùng sẽ là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra với sự mỹ miều nhất.